Thưa quý vị, công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh ở quận Ô Môn đang ì ạch do chờ mặt bằng, cùng với việc khan hiếm nguồn cát san lấp khiến cho tuyến đường đang có nguy cơ lỡ hẹn mốc hoàn thành. Đường cũ xuống cấp, đường mới đang thi công cầm chừng do vướng mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện nước, viễn thông, cáp quang, cây xanh. Việc thi công chậm trễ này gây khó khăn cho phương tiện giao thông cũng như sinh kế của người dân. Đường này cỡ mấy tháng rồi chưa xây xong nên là đi còn hơi sợ một tí. Sợ quần áo dơ với lại chạy ổ gà có nhiều bạn té. Mong muốn cho nó nhanh đặng cho người ta đi tới luôn cho nó thuận lợi một chút để với mua bán nó khó khăn quá hả. Làm cho nó nhanh đặng mình dễ mua bán. Được khởi công hồi đầu năm 2023, công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh đi qua hai phường Thái Long và Long Hưng, quận Ô Môn có tổng chiều dài 3,4 km, kinh phí gần 68 tỷ đồng. Dự kiến thời gian hoàn thành trong năm 2024. Kiến nghị sớm thi công thì đơn vị thi công đề nghị các bên liên quan, thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thứ hai là di dời các hạ tầng liên quan để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Song song đó thì đơn vị thi công cũng tiến hành đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo kịp bàn giao trong theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai dự án trên, dù đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương nhưng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm. Quá trình giải quyết các vướng mắc khó khăn chưa kịp thời, chưa đáp ứng kịp nhu cầu mặt bằng để thi công dự án. Thì một số hộ dân vẫn còn chưa đồng thuận, nhận tiền mà chưa có bàn giao mặt bằng. Thì hiện đối với nội dung này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục vận động. Cái thứ hai là vướng về cái hạ tầng kỹ thuật. Thì hạ tầng kỹ thuật đến thời điểm này thì do cái điều kiện cung cấp pháp lý của các đơn vị vẫn chưa đảm bảo, cho nên là hội đồng bồi thường của quận vẫn chưa thống nhất thông qua. Cái thứ ba là cái phần giá cát san lấp hiện nay là cát san lấp hiện nay nó đang khan hiếm, cho nên là dẫn đến là thời gian gần đây thì cái phần mà san lấp nền hạ nó bị chậm trễ. Người dân mong muốn công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào khai thác để phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.